Xin chào thân ái anh em. Mình chia sẻ anh em cái cách mà dùng cái pedal foot switch trên dòng mixer rack, tức là mixer không có fader của Soundrap. Series nó là UI, UI 12, 16, 24 như nhau. Thì khi chúng ta quản lý echo reverb thì chúng ta phải tắt mở trên này, nó có rất nhiều cái bất tiện đúng không? Thay vì chúng ta tắt mở, chúng ta dùng một cái pedal dành cho nhạc cụ, dành cho nhạc công, chúng ta dậm tắt ở dưới chân á thì nó cũng tiện. Còn những người mà không đánh đàn á thì chúng ta dùng cái nút chuông cửa như này rất là tiện lợi. Cái chuông cửa này mua có 10.000 thôi và tầm cỡ một xíu dây, nếu cái muốn dài thì anh em hàng thêm mét 2 mét gì đó. Còn cái đầu jack này, đầu jack mono 6 ly hay còn gọi là jack unbalang, cắm vào cái lỗ foot switch này nè, đây đó, cắm vào lỗ đây, mixer UI 12, 16, 24 như nhau, chúng ta cắm sụp vào rồi là xong. Khi đó mặc định trên mixer nó sẽ là mood effect. Đó, chúng ta bấm cái này thì 4 effect nó sẽ mood, bấm thả. Chúng ta muốn giữ là giữ lại một cái effect là reverb, chúng ta nhấn vào đây thì nó sẽ xanh lơ đi. Và chúng ta mood thì nó không mất cái reverb đó nữa. Đó. Ngoài cái việc mood effect thì chúng ta có thể chuyển mood tất cả bằng cách vô cài đặt Global. Đó, đang mood effect này nó gọi là pedal function, tức là lựa chọn cho pedal mood on. Đó, thì bây giờ chúng ta nhấn mood thì nó sẽ mood on tất cả. Cái này nó thông qua rồi, nãy mình bấm thông qua thì nó thông qua đây. Đó, như vậy nó sẽ mood tất cả này. Đó rồi, ok. Rồi, ngoài nó còn chức năng là play cho USB, record và tap tempo. Đó, chúng ta muốn chọn cái gì mình chọn rất là tiện lợi. Nhưng mà mình khuyên dùng lại con này là để mood effect rất là tiện lợi. Khi chúng ta chỉnh xong hết rồi, không cần iPad nữa. Đó, chúng ta cấu hình như thế này, nó đang mood on. Mood effect lại. Rồi xong đúng không? Chúng ta bấm một cái, nó mood 3 cái và thả reverb ra. Rồi như thế. Thì mixer này chỉnh ok hết rồi. Chúng ta iPad có thể cắt. Đây là mình để mình tham chiếu xem thôi. Lúc này hát xong một bài, rồi bấm cái này để cho MC nói, và khi MC nói xong giới thiệu người hát lên có nhạc vào, chúng ta bấm cái là xong. Rất là tiện nha. Đã thân giới thiệu anh em dòng mixer Soundrap UI 12, 16 và 24. Bên mình cung cấp có setup chương trình tham khảo, có video hướng dẫn, cũng như là có bộ echo reverb phù hợp cho bình dân anh em ca hát nhẹ nhàng. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ số Zalo bên góc trái màn hình nha. Cảm ơn mọi người xem video. Chúc anh em sức khỏe. Anh em cần cái hỏi vấn đề gì liên quan tới cái này thì cứ inbox Zalo cho mình, số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn anh em.